Thưa quý vị, theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh năm 1956 đã từ trần vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, dù đã được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, nhưng do mắc căn bệnh hiểm nghèo nên ông đã không qua khỏi. Ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được các bác sĩ trong và ngoài nước chẩn đoán mắc loại bệnh virus hiếm và độc. Bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát hiện bệnh vào năm 2017 và đã có 6 lần điều trị ở Nhật Bản. 15 giờ chiều qua, bệnh tiến triển nặng bất ngờ khiến ông phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, các bác sĩ Việt Nam cùng chuyên gia người Nhật đã cùng hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị. Tuy nhiên, do bệnh nặng nên ông rơi vào tình trạng hôn mê sâu và chút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 5 phút sáng ngày hôm nay. Ít ngày trước khi qua đời, Chủ tịch nước vẫn có nhiều hoạt động như gửi thư chúc Tết Trung Thu đến thiếu nhi cả nước, tiếp Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam hôm 11 tháng 9, đánh trống khai giảng tại Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Hà Nội hôm 5 tháng 9. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông là giáo sư tiến sĩ luật học, từng học trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương, Cao đẳng Ngoại ngữ Bộ Công an và Đại học An ninh Nhân dân. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 và 12. Trước khi làm Thứ trưởng Công an từ năm 2006 đến tháng 8 năm 2011, ông có nhiều năm làm cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị, rồi Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Tháng 8 năm 2011 đến tháng 3 năm 2016, ông giữ chức Bộ trưởng Công an, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa 13, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Tháng 4 năm 2016, ông được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định, trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Phó Chủ tịch nước hiện nay là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.